kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Em Lợi xin tự giới thiệu cho quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi chuyên mua bán ô tô tại Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào mà có nhu cầu mua bán trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng bên em là địa chỉ cửa hàng 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Bên em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên toàn quốc và ưu tiên là cái dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Hôm nay em Lợi xin review chào bán đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Đây là chiếc Ford Ranger sản xuất năm 2017, số tự động một cầu bản XLS, sử dụng động cơ máy dầu 2.2. Vâng, do thời tiết hôm nay trời đang mưa nên là em cũng quay review cho quý anh chị xem toàn bộ chiếc xe màu vàng cát nhập nguyên chiếc Thái Lan. Về tổng thể chiếc xe thì khá là đẹp, lịch sử thì tên tư nhân, biến Hà Nội một chủ từ đầu. Xe được trang bị nắp thùng thấp, màn hình DVD và khá là nhiều đồ chơi. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.2 nên đi khá là tiết kiệm. Toàn bộ về thân vỏ bên ngoài của chiếc xe thì em Lợi khẳng định cam kết với quý anh chị, đây là một chiếc xe đẹp, không có đâm xô biến dạng ô tô, vừa kính vừa đèn, máy số là nguyên zin. Và quý anh chị có thể mang bất kỳ hãng nào hoặc mượn thợ đến kiểm tra test. Nếu xe bị đâm đụng tai nạn ngập nước, bên em bồi thường quý anh chị 50 triệu tiền đi lại. Xe đăng ký biển Hà Nội 29H39169. Vâng, với cái biển 9169 thì cũng khá là đẹp. Toàn bộ biển không xấu mà khá là đẹp, ở chỗ không có 49 và 53. Toàn bộ chiếc xe thì thân vỏ sơn zin còn đến 96% và toàn bộ lốp gần khá là dày. Xe được trang bị thêm nắp thùng thấp, bậc lên xuống của chiếc xe và khe hở 4 cánh cửa cabo khá là đều nhau, không có dấu hiệu bị đâm xô. Và đây là toàn bộ phần lốp của chiếc xe, nó khá là dày, lốp cực kỳ dày quý anh chị nhá. Đấy, toàn bộ la răng đúc theo xe nguyên bản từ đầu. Và vì thời tiết hôm nay trời mưa nên là toàn bộ đèn và cabo đang có những giọt nước mưa nên là quý anh chị hết sức thông cảm. Còn về chiếc xe thì khá là đẹp, toàn bộ tổng thể chiếc xe không có dấu hiệu bị trầy xước. Đây là toàn bộ đèn pha mặt ca lăng phía đầu của chiếc xe, không có dấu hiệu bị móp méo và khe hở cabo cốp trước cốp sau khá là đều. Về phần gầm phía trước của chiếc xe thì không phải dòng xe công trường nên phần gầm khá là đẹp, toàn bộ phần gầm không bị móp méo trời trước, máy thì khá là khô ráo và sạch sẽ, cam kết với quý anh chị máy số là nguyên zin. Đây là cái bậc lên xuống và khe hở hai cánh cửa bên lái của chiếc xe thì khá là đều nhau, bậc lên xuống không bị móp méo. Đấy, toàn bộ lốp của chiếc xe thì nguyên zin từ đầu và sassi không có dấu hiệu bị mục mọt, vì chiếc xe chỉ chạy trong phố phường Hà Nội, không chạy vần vùng nước mặn nên là phần sassi khá là đẹp và nguyên zin. Về phần đuôi xe thì hai bên đèn hậu của chiếc xe sáng đều nhau và không có dấu hiệu bị thay thế. Xe thì được bác chủ trước lắp thêm màn hình cam lùi. Đây là toàn bộ phần gầm phía sau của chiếc xe. Về phần gầm phía dưới thì không có dấu hiệu bị sơn lại, sơn zin toàn bộ và không bị mục mọt. Xe thì được trang bị thêm nắp thùng thấp và toàn bộ lót thùng thì không có dấu hiệu bị móp méo trầy xước và không chở hàng nặng nên là cực kỳ đẹp. Lót thùng này, toàn bộ hai bên đèn hậu nguyên zin, đinh bấm đinh dập nguyên, và toàn bộ các cái phần chỉ của cốp sau là nguyên bản hết từ đầu. Đây, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên nên là cái bửng sau không có dấu hiệu bị đâm xô từ phía sau. Quý anh chị yên tâm, bên em cam kết bán bảo hành chất lượng cho quý anh chị. Nội thất của chiếc xe thì được trang bị nội thất ghế da hai màu quay trách khá là đẹp, toàn bộ nội thất thì rất chỉ là căng và mới. Nội thất trong xe thì toàn bộ mùi đang còn thơm nguyên xe mới. Tất cả các cái đường ghế này, ghế lái này, đường gân rất chỉ là căng và mới. Đấy. Xe táp ly từ các cái núm quầy này không có dấu hiệu bị mòn và vô lăng nguyên bản từ đầu. Đấy. Tất cả táp ly, màn hình đều nguyên
zin và tay cần số của chiếc xe không bị mòn chóc đây. Đấy, bàn đạp pha phanh tay đều chưa bị dấu hiệu bị mòn. Ghế táp ly nội thất khá là mới và đẹp. Xe sử dụng hộp số tự động, máy dầu đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Toàn bộ bậc lên xuống của chiếc xe thì không có dấu hiệu bị mục mọt. Ốc cột và phần cột này sơn zin hết toàn bộ, sơn ốc khóa bản lề chưa có dấu hiệu tháo lắp và sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Bên em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Đây là toàn bộ các bậc lên xuống và bàn đạp phanh ga của chiếc xe khá là mới và nguyên bản. Táp ly cánh cửa lái đây toàn bộ là nguyên zin. Và đặc biệt quý anh chị yên tâm nhé, về các cái phần chỉ của cánh cửa này em đã kiểm tra hết rồi, cả bốn cánh cốp trước cốp sau thì chỉ zin như thế này và nguyên zin từ đầu. Và tất cả các kính đều theo năm sản xuất của hãng Ford. Đây là thông kính của hãng Ford và có năm sản xuất, đây số 7 đây. Toàn bộ theo năm sản xuất 2017 của chiếc xe. Kính thì được bác chủ trước dán kính 3M rồi, nên là quý anh chị về yên tâm. Về xe thì em lấy về em bảo dưỡng 4 má phanh, bảo dưỡng lại dầu thay lọc dầu, nên là quý anh chị về sẵn đi thôi. Tất cả các cái xe thì qua bên em Lợi kiểm tra khá là kỹ, khẳng định chất lượng đẹp và bên em cam kết làm những chiếc xe đẹp, mang đến cho quý anh chị chất lượng hàng đầu. Đây là toàn bộ các cái ốc cột, khóa bản lề và nội thất ghế phía sau khá là mới và đẹp. Trần ấy nguyên bản từ đầu, quý anh chị không phải lo về cái trần này thì khá là sạch đẹp và không có dấu hiệu bị xù. Nếu như mà chiếc trần mà không được giữ gìn thì nó bị xù và bám bẩn. Tất cả các táp ly cánh cửa đều màu nhau. Bàn thờ của chiếc xe, củ số vô lăng thì khá là đẹp, toàn bộ nguyên zin. Điều hòa âm thanh thì còn hoạt động khá là tốt, điều hòa cực kỳ mát, quý anh chị yên tâm nhé. Em bán bảo hành cho quý anh chị trong vòng 3 tháng. Đây là toàn bộ táp ly bóng khí nguyên zin. Vâng, và đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe, toàn bộ chỉ zin 100%. Táp ly tay nắm cánh cửa đều chưa sơn lại và phía trước phía sau đều màu nhau theo thời gian. Tất cả các cái kính thì đều là nguyên zin theo xe từ đầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Các bác có thể mang thợ đến kiểm tra, nếu phát hiện ra đâm va tai nạn ngập nước bên em bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị. Đây là tất cả các cái chỉ cánh cửa bậc lên xuống, tem mác các cái cột ốc khóa bản lề đều là nguyên zin. Hàng ghế phía trước khá là mới và đẹp, với góc quay này thì quý anh chị nhìn thấy vô lăng, củ số, hàng ghế táp ly khá là mới và đẹp. Đây là toàn bộ cái phần kính lái của chiếc xe và đăng kiểm đến tháng 5 2022 quý anh chị nhé. Đấy, tháng 5 đến 2022 tất cả thì đang còn đều hoạt động được hết. Và đây là toàn bộ phần máy của chiếc xe, máy số là nguyên zin. Về toàn bộ phần đầu và phần máy của chiếc xe đây, từ các cái ốc đầu, ốc tai đều là nguyên bản hết quý anh chị này. Quay sát chỉ cho quý anh chị xem. Ốc cabo, chỉ cabo là nguyên zin. Tất cả các phần chỉ cabo này, đinh bấm, đinh dập cabo là nguyên bản từ đầu. Phần nhựa chống nóng của chiếc xe này, đấy, khá là đẹp và nguyên zin. Từ trên xuống dưới và phần nhựa, phần máy này rất chi là sáng và đẹp. Máy, về máy thì cam kết với quý anh chị đây, máy sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên và ốc mặt máy là nguyên bản chưa dấu hiệu tháo lắp. Toàn bộ về phần máy và số thì bên em Lợi cam kết với quý anh chị chưa làm lại hơi, nếu quý anh chị phát hiện ra ngập nước làm lại hơi bên em bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị nhé. Toàn bộ máy thì khá là khô ráo và sạch sẽ. Sau 4 năm sử dụng thì chất máy còn nguyên zin. Vâng, và đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây. Toàn bộ động cơ của Ford Ranger 2017 số tự động, máy dầu 220,
hoạt động khá là êm, không có dấu hiệu bị rung lắc và không có tiếng vọ gì, quý chị yên tâm. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Đó là chiếc Ford Ranger sản xuất năm 2017, số tự động một cầu máy dầu XLS, mang biển kiểm soát 29H39169, đến Hà Nội. Quý anh chị nào mà có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, ngay cạnh bến xe Nghĩa Quận, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất.